Chị ơi, làm sao để đọc mách mắt mà không dừng nhiều vậy ạ? Cái gì ạ? Đã nói bao nhiêu lần là cái gì ạ? Phát âm Anh Mỹ, cái gì khó quá thì bỏ qua, cứ thế mà làm. Ok, thì cái lý do mà em khó đọc và bị dừng nhiều là do em bật cái âm K ở từ make. Ví dụ nha, em sẽ đọc cái câu này là They don't make much money. They don't make much money. Đôi khi cái gì mà nó đầy đủ quá thì nó hơi mệt. Đây, nó đang có một hiện tượng, đó là âm chặn. Âm ca trong từ make nó là một âm chặn trong tiếng Anh. Thì âm chặn tức là sao? Âm chặn tức là em vẫn đọc đầy đủ cả âm đấy, nhưng chỉ là em không bật hơi xuống thôi. Chị ví dụ nhá, thay vì em đọc là make, make, em bật âm ca xuống, thì bây giờ em sẽ đọc là make, 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 không bật hơi xuống thôi. Còn các bạn lưu ý giúp mình nhá, âm chặn nó không giống với cả nuốt âm đâu. Tức là sao? Các bạn đừng nuốt cái âm ca đấy nó vẫn có nhá, nhưng chả qua là nó không bật hơi xuống mà thôi. Nếu như mà không có âm ca thì các bạn sẽ đọc là may, 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 sai hoàn toàn nhá. Đó, còn cái từ làm kia chúng ta phải đọc là mẹ, 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 vẫn có âm ca nhưng chỉ là không bật hơi xuống thôi. Đấy, thì quay trở lại với câu ban nãy, thì thay vì chúng ta đọc là they don't make much money, mình sẽ đọc là they don't make much money. They don't make much, make much money. Đố bạn biết còn những âm chặn nào trong tiếng Anh nữa? Hay là các bạn muốn mình làm kỹ hơn về âm chặn không thì comment phía dưới cho mình biết.